Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà đồ của thể loại tân giang hồ. Kiếm hiệp. Quyền 12 chương 9 Hoàn quân Minh Châu, hồi 1. Ngày xưa có một chú gà trống rất thích ăn gạo. Ở phía đông có một mảnh trấu, phía tây có một ít thóc, gà trống vui mừng dùng hết sức mổ vào. Nó có thị lực rất tốt và luôn có thể nhìn thấy những hạt gạo mà những con gà khác không thể nhìn thấy được. Khi những kẻ khác đói, nó luôn có thể ăn đến đầy mỏ béo cánh. Một ngày nọ, đàn gà đói đến mức chợt ngộ ra, tất cả đều điên cuồng đi theo con gà trống, chỉ cần nhìn nó cúi đầu tìm thức ăn, đàn gà liền bu lên giành trước mổ cám. Gà trống không ăn được, càng ngày càng đói, càng ngày càng gầy, sau này nó cũng hiểu ra nó không còn bận tâm tìm kiếm thức ăn nữa, nó không quan tâm đến việc mặt đất đầy thóc vụn và chấu, nó chỉ chờ đợi với đàn gà, mọi việc đều dễ dàng giải quyết. "Này, nhìn đằng kia, có kẻ ngốc cúi đầu mổ gạo, mọi người cùng đi nhé." Giang Sung nhếch miệng cười, khóe miệng dính một hạt cơm. Hắc Y Nhân đối diện ho khan, đôi mắt dưới mạng che mặt rực rỡ, đưa tay chỉ vào khóe miệng Giang Sung, Giang Sung ồ một tiếng. Đưa tay lên miệng bỏ hạt cơm trắng vào miệng, liếm môi lưỡi, vẫn còn tận hưởng được vị cơm trắng. Ai biết được từng hạt cơm trên đĩa đều là công sức. Đa số mọi người đều cho rằng Giang Sung là kẻ ngông cuồng, xa đọa, thối nát, kỳ thực hắn là người từng trải qua gian khổ, chỉ có những người như hắn mới biết nỗi đau của việc bị đói. Hắc Y Nhân lại ho khan nói, "Giang đại nhân, đêm khuya vội vàng gọi đến, không biết có gì chỉ giáo?" Một nụ cười nham hiểm xuất hiện ở khóe miệng Giang Sung, "Liễu Trinh Bắc Tấu trương, hoàng thượng đã phê chuẩn, ngươi có biết chuyện này không?" Hắc Y Nhân nghe nói chuyện trọng đại, nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói, "Liễu Ngang Thiên sớm đã muốn thử phụ tử ta, chỉ là vấn đề thời gian, không có gì ghê gớm." Giang Sung cười hắc hắc nói, "Còn không phải sao, lưu kính sụp đổ đến nhanh như vậy, cho dù Liễu Ngang Thiên ngu ngốc gấp 10 lần, cũng sẽ hoài nghi xung quanh có kẻ địch." những ngày này ngươi phải cẩn thận sau khi nghe tin lưu kính thất thế hắc y nhân chỉ nhắm mắt lại không để ý tới như thể vấn đề không liên quan gì đến hắn giang sung thấy hắn khí định thần nhàn nhất thời lạnh lùng cười đều nói trong chiều giang lưu liễu tam đại thần cực kỳ lợi hại trên thực tế mức độ tàn nhẫn hiện tại của người này có lẽ còn cao hơn tam đại thủ lĩnh giang sung ho khan một tiếng nhìn hắc y nhân trước mặt đừng nói những chuyện tầm thường như vậy ta hỏi ngươi lần này liễu ngang thiên tiến cử con trai ngươi ngươi dự định ứng phó như thế nào hắc y nhân đút tay vào tay áo bình tĩnh nói không cần kinh hoàng mọi việc lấy bất biến ứng vạn biến đều có cách riêng của nó giang sung chiếm thế thượng phong nhất thời cười trêu nói con trai là của ngươi không phải của ta trước mặt khí thế phản nghịch đã thành không hề dễ dàng chút nào đến lúc đó một cái không khéo, hoàng đế thân hạ thánh chỉ, muốn chém đứt đầu của tiểu bằng hữu người chẳng lẽ không đau lòng sao? Hắc y nhân liếc nhìn Giang Sung, nói, Giang đại nhân, điều chán ghét nhất thiên hạ, là chớ quá vui sướng khi người gặp họa. Giang Sung cười lớn, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, một người nếu hạt gạo của con cũng mổ ăn, có còn là người không? Giang Sung hắn mặc dù hung ác, nhưng hắn vẫn không làm được chuyện như vậy hắn cười một hồi rồi nói thôi thôi đến nơi này mà không cầu xin ta người làm cha như ngươi cũng thật mạnh miệng như vậy cũng tốt ta chờ xem thiếu lâm tự có thể làm được gì nói không chừng anh hùng xuất thiếu niên có thể mở một đường máu cho tiểu bằng hữu giang sung cười đến vui sướng hắn tràn đầy năng lượng chỉ là mặc cho hắn cuồng tiếu trào phúng hắc y nhân vẫn yên lặng không nói gì dưới chiếc mặt nạ tối tăm, đôi mắt của hắc y nhân đen sáng rực rỡ. Làm sao một con chó sủa có thể cắn người nếu nó luôn nhe răng và móng vuốt? Hòn đá an tĩnh không tiếng động mới thường là hung khí giết người. Hãy chờ xem, ai mới là mưu sĩ đáng sợ nhất đương chiều. Quần hào chào mừng thanh y tú sĩ trở lại, hai đại quân sư đã đến một, ngũ hổ tướng đã có bốn, thủ lĩnh mật thập nhất chỉ quan, giáo đầu song long trại hách chấn tương, Hỏa nhãn toa nghe giải thao, Cửu Mệnh Phong Tử thường tuyết hận cùng với ba vạn binh mã của Sát Kim, uy danh của Sơn trại phải nói là đại chấn, so với khí thế năm xưa chỉ cách một bước mà thôi. Có sự đảm bảo của Dương Túc Quan và Thiếu Lâm Tự, ba người họ đã rời trúc gia trang. Thiếu Lâm Tự đã đã ra mặt mời, hẹn tháng sau tới núi Tung Sơn gặp mặt, tứ đại gia tộc mặc dù thầm hận bọn họ, nhưng cũng không thể làm trò trở mặt động thủ trước mặt linh trí trụ trì liền chỉ nén giận, mắt nhìn ba người rời đi. Khi họ đang đi, một người dâu sồm chạy vội tới, cười nói, mẹ kiếp, lão tử châm mồi lửa thiêu lần này đến gà bay chó sủa, thật con mẹ nó đã quá. Người này miệng đầy ô môn uế ngữ, tất nhiên là thường tuyết hận. Hắn thấy thanh y tú sĩ, nhất thời ngạc nhiên nói, vị này chính là hữu phượng đại quân sư sao? Tại sao trên người ông không có chiếc lông chim nào? Tần Trọng Hải cười mắng, "Bà nội ngươi, lông chim cái gì, chúng ta đi gặp Nhị nương đi." Thường Tuyết Hận cười nói, "Đúng vậy, lão bà của ngươi lo lắng ngươi sẽ bị người khác làm thịt, khóc đến nước mắt chảy ròng, thật là khó coi." Hai người cười lớn, kề vai sát cánh mà đi, phía sau Thanh Y Tú Sĩ nghe được hai chữ chữ, "Nhị nương", lại chấn động toàn thân, hít một hơi thật sâu hỏi, "Nhị nương đã trở về sơn trại?" hạng thiên thọ gật đầu nói đúng vậy lúc đó tần tướng quân bị trọng thương sắp chết chính nhị nương đã đưa hắn đi tìm phương lão sư nàng đối với tần tướng quân tình thâm nghĩa trọng thật đáng ghen tị thanh y tú sĩ nghe được bốn chữ tình thâm nghĩa trọng toàn thân run lên sắc mặt tái mét nhìn ông lưỡng lự không nói nên lời hạng thiên thọ không khỏi ho khan một tiếng nói đường quân sư có cái gì kỳ quái sao Thanh y tú sĩ thở dài, thấp giọng nói, trời cao trêu cợt, kiếm vương hành văn thiên hạ, lại không nhắc tới chuyện này. Quên đi, sinh tử danh tiết, ông trời đều có an bài. Mọi người đều không hiểu ông đang nói về cái gì, đều không hiểu ra sao. Khi đang nói chuyện, xung quanh trong rừng truyền đến một thanh âm trầm thấp, mọi người nghiêng tai lắng nghe, chỉ nghe trong rừng ẩn phục tiếng hít thở vang, hình như có khoảng 10 người, đều thở dài dài, Chứng tỏ nội lực của bọn họ không yếu. Hạng thiên thọ nhíu mày nói. Nhãi danh lại tới tìm chết. Trước tiên hãy giết vài tên rồi hãy nói. Tần trọng hải âm thầm cười lạnh. Những người này khó chịu thanh y tú sĩ quay về sơn trải. Không giết bọn họ không thể cam tâm. Hắn lập tức triệu tập hạng thiên thọ. Thấp giọng nói. Nể mặt thiếu lâm tự. Không cần giết người. Chúng ta chia làm hai nhóm. Người trước tiên đưa trưởng môn về sơn trải. Ta cùng thường huynh đệ đi tìm nhị nương. Hạng Thiên Thọ đã chiến đấu cùng Tần Trọng Hải, biết võ công của hắn không thua kém Phương Tử Kính, dù cục diện khó khăn đến mấy cũng có thể ra vào thoải mái, gật đầu liền nói, vậy làm phiền tướng quân. Thương lượng chưa định, bọn họ đã nghe thấy thanh âm chém giết từ trên ngọn cây, khoảng hơn hảo thủ từ trong rừng lao ra về phía đám người, thấy bọn người Trúc Khang, Tống Đức Quang ở bên trong, có lẽ họ không chịu được lão thái thái bị vũ nhục, thừa dịp địch nhân chưa đi xa nên dẫn quân đi trả thù. Tần Trọng Hải hét lên, mọi người chia ra hành sự. Đi thôi. Hạng Thiên Thọ phi đá là người đầu tiên mở đường. Thanh Y Tú Sĩ biết mình là mục tiêu chỉ trích của mọi người, cho nên không giao thủ chính diện, chỉ để cho Hạng Thiên Thọ bảo vệ mình, chạy ra ngoài rừng cây. Mấy người muốn đuổi theo lại bị hai người Tần Thường ngăn lại. Gió chiều thổi qua côn trùng và chim chóc trong rừng ríu rít, trên người có cảm giác lạnh lẽo. Tần Trọng Hải sắn tay áo, lộ ra cánh tay to lớn, cười nói, các ngươi là muốn đơn đả độc đấu hay muốn tất cả sông lên? Mọi người vây quanh hắn thành vòng tròn, nhìn nhau rồi đồng thanh hét lên tấn công. Thường tuyết hận rút đao ra khỏi vỏ, đang muốn ngăn địch thì bị Tần Trọng Hải kéo lại, cười lớn, dùng đao thép chém về phía trước, phẫn nộ quát, chết đi cường đào chém ra, đao phong tất nhiên là hùng liệt khôn kể, mọi người đã từng thấy uy lực của hỏa tham đao trước đây. Trúc Khang thấy đao có hướng bổ vào đầu mình, đừng muốn đốt chính mình thành heo sữa chứ, hắn sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, cuống quýt lăn ngã xuống đất. Chỉ là hắn né tránh như vậy, vòng vây đã bị phá vỡ, mọi người đều sợ hãi và nản lòng, hét lên và lùi lại một bước. Trúc Khang nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, chúng ra huynh đệ, mọi người xông lên. Tống Đức Quang càng bạo dạn hơn, dùng toàn lực lao về phía trước liều chết. Lão thần Tần Trọng Hải đã ở đó chờ hắn tới, lại lần nữa giơ đao uy hiếp. Tống Đức Quang giật mình, nhìn thấy đồng đội phía sau hò hét rất dữ dội, không có người đi theo hắn giết địch. Trong cơn hoảng loạn, tuyệt kỹ, hư không chảm, đã ở trước mặt hắn. Vẻ mặt của Tống Đức Quang thay đổi, chỉ phải lăn đất cút ngay, tình cờ va phải Trúc Khang từ phía sau, hai người lăn xuống đất tần trọng hải nhìn thấy bọn họ như thế nhất thời híp mắt cười nói được rồi nếu các ngươi một lòng muốn đưa ta về nhà lão tử cũng không khách khí vậy ta đi tìm chúc lão phu nhân cắn hạt dưa lập tức để đao bạo giống dẫn thường tuyết hận tiến về phía trúc gia trang để giết trúc khang sợ tới mức sắc mặt thảm đạm cả kinh nói đại gia mau rút lui rút lui Mắt thấy tất cả chạy đi không còn ai, Tần Trọng Hải và Thường Tuyết Hận bật cười. Thường Tuyết Hận cười nói, ép được tặc tử rời đi, chúng ta có cần đuổi kịp bọn người hạng đường chủ không? Tần Trọng Hải trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, Tống Thần Đao cùng Cao Thiên Uy vẫn là ở gần đó, chúng ta trước lánh mặt một chút đợi trời tối lại đi. Tống Công Mại võ công siêu phàm, Cao Thiên Uy cũng không phải hạng người dễ đối phó. Chính mình nếu thoát thân nên không cần phải khai chiến chính diện với họ, lập tức tìm một nơi trong rừng cây ngủ một giấc thật ngon. Đợi trời tối hẳn rồi sẽ tụ hội với Đào Thanh, Ngôn Nhị Nương. Giữa mùa hạ ngày dài đêm ngắn, đợi cho màn đêm buông xuống cũng là lúc chiều tối muộn. Tần Trọng Hải ngủ một giấc, đánh thức Thường Tuyết Hận, hai người lúc này mới uể oải rời đi. Trước đó Ngôn Nhị Nương được lệnh bắt ngựa, đã chờ ở ngoại ô Nam Lộc. Tần Trọng Hải sợ người khác nhận ra mình nên dọc đường lo mặt bằng bùn đen, trộm hai chiếc mũ che quê để che đậy. Lúc này trời tối nên không ai có thể phát hiện ra danh tính của họ trừ khi đối mặt trực diện. Tần thường hai người theo đường vào thành, đi thẳng về phía Nam thành. Chỉ là bọn họ nhìn kỳ dị, cũng không giống tăng lữ hay ăn xin, dọc đường không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. May mắn là không gặp Võ Lâm nhân sĩ nếu không không thể thiếu lại là một trận đánh nhau. Khi đi đến quán màn thẩm, cảm nhận được mùi thơm tràn ngập trong không khí, thường tuyết hận nói, con mẹ nó, đói thật sự, ăn vài thứ đi. Tần Trọng Hải gật đầu, thầm nghĩ, nhị nương là người phương Bắc, thích mì phở, mua chút cho nàng ăn vậy. Lập tức lấy ra tiền bạc, kêu lên, chủ quán, mang cho ta ít màn thầu thịt luộc lại đây. Lại nhặt thêm mấy cái màn thầu khác, đã nhiều ngày người trong giang hồ tụ tập trúc gia trang, chủ quán đã quen với việc nhìn thấy họ, tuy nhìn thấy hai người lạ đội mũ tre đang hét trước cửa, cũng không cảm thấy sợ hãi. Vội vàng đáp ứng một tiếng, lấy hai túi giấy dầu ra, mở lồng hấp cho họ tự chọn. Tần Trọng Hải đang cùng chủ quán tính tiền, đột nhiên nhìn thấy một tiểu ăn xin chạy tới, giật lấy túi trên tay thường tuyết hận bỏ chạy. Thường tuyết hận là một tên lưu manh, nào biết có người dám động thổ trên đầu thái tuế ra, không khỏi kinh ngạc nói: "Con mẹ nó, này không phải chán sống sao?" Tần Trọng Hải thấy chủ quán há miệng muốn hét lên, liền vỗ vai nói: "Không có việc gì, mấy cái màn thầu mà thôi." "Không cần hoảng." Người chủ quán lắc đầu thở dài, thói đời càng ngày càng tệ, hiện nay đám người ăn xin cũng thật càng ngày càng không ra gì, lại dám cướp trên đường. Hai thật không hiểu vương pháp ở đâu. Thường Tuyết Hận cười lạnh nói, không quan trọng, vương pháp không được việc, vậy xem thủ đoạn của thổ phỉ đi. Cường đạo gặp gỡ tặc gia, tên ăn xin nhỏ này sẽ gặp rắc rối. Người chủ quán tái mặt vì kinh ngạc, run giọng nói, ngài. Ngài mới vừa nói. Nói cái gì? Thường Tuyết Hận không đi để ý đến hắn, chạy nhanh ra ngoài, Tần Trọng Hải cũng theo sát phía sau bọn hắn đi theo nhóc ăn xin kia muốn đến nơi hoang vắng sẽ dạy dỗ cho nó một bài tần thường đi theo bọn họ một đường chỉ thấy tiểu ăn xin trốn trong một con hẻm không có người ở thường tuyết hận cười lạnh vung nắm đấm chuẩn bị tiến lên đánh người tần trọng hải biết hắn ra tay không đúng mực có thể vô cớ đánh chết người khác khẽ mỉm cười nói không vội để cho ta làm đi hắn hành động một chút đã ngăn chặn được đường đi Tiểu An xin kia sừng sốt, không ngờ có người tới đuổi theo, nó lùi lại một bước, quay người bỏ chạy. Thường tuyết hận cười lớn nói, thằng khốn nạn này, mày cướp bánh bao của ông nội, còn định chạy đi đâu? Hắt đuổi theo, dừng lại trước mặt nhóc ăn xin nhỏ, nó không ngờ có hai người chặn đường, hoảng sợ đặt chân phải lên tường rồi bay lên đỉnh tường. Tần trọng hải âm thầm sợ hãi, đứa nhỏ này thân pháp không tầm thường, nó là ai? thường tuyết hận sao có thể để nó chạy thoát. Hắn vươn tay phải ra, túm lấy được áo của tên ăn xin nhỏ, rít lên một tiếng, xé toạc chiếc áo, đứa nhỏ ăn xin kêu lên một tiếng rồi bị kéo xuống đất. Tiểu ăn xin liều mạng chống cự, trong miệng lớn tiếng chửi bậy, đồ không biết xấu hổ. Vô sỉ hạ lưu, thả ta ra nhanh. Tần Trọng Hải nghe giọng nói của nó rất nhẹ, cũng nhìn thấy ra trước ngực trắng nõn mềm mại, Sáng đến độ có thể soi bóng người, thật sự không giống một kẻ ăn xin. Trong lòng hắn khẽ động vội nhìn lại, chỉ thấy tiểu ăn xin này mặt tuy bẩn thỉu nhưng lại có khuôn mặt trái xoan với hai lúm đồng tiền ngọt ngào, sao có thể là ăn xin được. Đúng là quyên nhi của Cửu Hoa Sơn. Tần Trọng Hải lắp bắp kinh hãi, quyên nhi này là đệ tử của Thanh Y Tú Sĩ, thường tuyết hận xuống tay không biết nặng nhẹ đả thương nàng, vội kêu lên, "Thường huynh đệ, thả cô ấy ra." Thường tuyết hận thở dài bỏ tay ra, Quyên Nhi thoát khỏi xiềng xích vội vàng chạy ra khỏi con hẻm. Nàng sợ phía sau có quái nhân đuổi theo, hoang mang rối loạn trốn vào đám người, lùn thân mình chạy một trận, sợ lại lần nữa bị người ta bắt được. Liền qua hai con phố, Quyên Nhi kinh hồn phủ định, thở hồn hền nhìn lại phía sau, nhìn thấy những người truy đuổi đã đi xa, vội vỗ vỗ ngực, nói, nguy hiểm thật. Tê thiếu chút nữa đụng phải ôn thần chợt nghe đằng trước một người nói, ai? Rõ ràng là thần tài, lại bị ngươi cho là ôn thần, lão tử thật là khổ sở. Quyên Nhi nhìn lên, thấy một người đang nghe răng cười với mình, không phải quái nhân kia thì là ai? Nàng hét lên một tiếng chói tai, lại bỏ chạy lần nữa. Cô sử dụng khinh công được sư phụ truyền lại, dùng hết sức chạy lùi về phía sau, người trên đường nhìn thấy một tiểu ăn xin chạy đều ghé mắt nhìn chạy một lúc lâu, Quyên Nhi vội vàng quay lại, sợ Tần Trọng Hải đuổi theo, may mà chưa thấy được bóng dáng của hắn, nhìn tới hẳn là buông tha cho mình rồi. Nàng đang ngoái nhìn lại thì vô tình va phải một người, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại nói: "Xin lỗi, đã va phải đại nhân." Người nọ cười nói: "Không sao, không đau." Quyên Nhi nghe tiếng hắn rất quen thuộc, khi nàng ngẩng đầu lên, lại thấy quái nhân tới. Quyên Nhi la hoảng lên, lớn tiếng nói cứu mạng bắt người nữ nhi này la lên bắt trộm tần trọng hải nghe thấy điều này không khỏi cảm thấy tức giận lại cũng buồn cười lập tức giữ chặt bịt miệng nàng tuy quyên nhi còn trẻ nhưng dáng người của đã dần trưởng thành đã tính đến thập phần động lòng người để người ta kéo như vậy nghĩ sẽ bị vũ nhục nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi dùng hết sức mạnh cắn mạnh mấu bàn tay của tần trọng hải cơ bắp của tần trọng hải căng cứng cánh tay tất nhiên là cứng như thép. Quyên Nhi cắn một cách hung tợn đau đến nước mắt lưng tròng, răng đau nhức, nhịn không được gào khắc lớn lên. Tần Trọng Hải đầy mặt xấu hổ, thầm nghĩ, con mẹ nó bà điên, muốn làm gì thì làm. Hắn cởi chiếc mũ che ra, nghiêng người nhỏ giọng nói, đừng khóc. Ta là Tần Trọng Hải, không phải người xấu. Quyên Nhi vừa khóc vừa làm ầm ĩ. Nghe được lời của Tần Trọng Hải, vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy đại hán anh phong sảng táp trước mắt nay trông rất quen thuộc, đúng là Tần Trọng Hải, vị tướng quân cùng từ Tây Cương trở về năm đó. Đột nhiên nhìn thấy cố nhân, Quyên Nhi si ngốc nhìn Tần Trọng Hải, hai mắt đỏ lên, lập tức nhảy vào lòng, khóc lớn nói, Tần Đại Thúc. Quyền 12 chương 9 Hoàn Quân Minh Châu, Hồi 2 Quyền Nhi 16 Xuân Xanh, còn Tần Trọng Hải năm nay cũng hơn 30 hai người kém nhau mười mấy tuổi gọi là đại thúc cũng hợp lý thôi nhưng tần trọng hải không khỏi cảm thấy mình thực sự đã già rồi khi bị gọi như vậy hắn cười gượng hai tiếng thấy quyên nhi mặt đầy bùi trên người quần áo rách nát vội an ủi nói đừng khóc nữa nói cho đại đại ca sao ngươi lại biến thành bộ dáng này quyên nhi khóc không thành tiếng bi thanh nói tần đại thúc sư phụ con bị người xấu bắt đi con và a ngốc không còn nơi nào để đi, nên phải trốn vào thành, chúng con không có tiền, không có gì ăn nên phải đi trộm đồ. Hu hu, hu hu. Lúc này, Thường Tuyết Hận cũng đã tới, thấp giọng hỏi, tiểu cô nương này là ai? Tần Trọng Hải thở dài, cô ấy là tiểu đồ đệ của Thanh Y Tú Sĩ, gọi là Quyên Nhi. Tần Trọng Hải lập tức hiểu được nguyên nhân nàng rời đi. Lúc trước Thanh Y tu sĩ bị bao vây ở trúc gia trang, bên cạnh chỉ có duy nhất Diễm Đình đi cùng, nhưng quyên nhi lại không thấy bóng dáng, hóa ra đứa nhỏ đã trốn xuống núi. Đáng thương nàng là nữ nhi, không có sư phụ và sư tỷ chăm sóc, ngày thường mặc dù là một tiểu tinh linh, giờ phút này cũng không biết phải làm gì, cuối cùng biến thành một tiểu ăn mày, mỗi ngày trộm cắp để kiếm sống. Không ngờ lại trêu chọc vào đúng ma đầu thường tuy hận, để mình gặp được Quyền Nhi thút tha thút thít, nói: "Sư phụ bảo con đưa a ngốc đến một nơi, gọi là cái gì nộ thương, nhưng con không biết đó là nơi nào, đã hỏi vài người qua đường nhưng không ai nghe nói đến, có thể nói cho con đi đến đó như thế nào không?" Thường Tuy hận cười lớn nói: "Tiểu cô nương hỏi đúng rồi, chúng ta chính là người nộ thương sơn." Tần Trọng Hải mỉm cười khẽ nói: "Hay cho một thanh y trưởng môn, hóa ra ngày ấy sớm đã đoán trước được chuyện sẽ xảy ra hôm nay." đã phân phó cho Đồ Nhi của mình rồi. Tiểu cô nương đáng thương không quen biết ai, lang thang khắp Thiểm Tây. Quyên Nhi nắm lấy tay Tần Trọng Hải, ngơ ngác hỏi, "Mọi người đến từ Nộ Thương Sơn à?" Tần tướng quân, thúc không phải ở Bắc Kinh sao? Thường tuy hận đang định giải thích, nhưng Tần Trọng Hải ngắt lời hắn, nắm lấy tay Quyên Nhi, cười nói, "Đừng suy nghĩ nhiều, lấp đầy bụng trước, sau đó tìm quần áo thay." trang điểm đến sạch sẽ chỉnh tề, ta mang ngươi đi tìm sư phụ. Quyên Nhi nghe được hắn muốn đưa mình đi gặp sư phụ, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói, thúc. Thúc biết sư phụ ở đâu? Tần Trọng Hải cười nói, đương nhiên. Chúng ta là bạn tốt, đã gặp nhau ở Hoa Sơn trước đây, ta còn lừa gạt tiểu nha đầu ngươi sao? Quyên Nhi nín khóc mỉm cười, xoa xoa trong mắt, nói, đại thúc, cảm ơn người. Lúc trước Tần Trọng Hải nhìn thấy tiểu cô nương này, thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, giờ phút này nghe nàng nhu nhược đáng thương nhìn về phía chính mình nói lời cảm tạ, đó là chuyện xưa nay chưa từng có, nghĩ đến đoạn thời gian này dài vò như thế đã khiến nàng trưởng thành rất nhiều chỉ sau một đêm. Sau khi nghe lời cảm ơn, Tần Trọng Hải trong lòng càng cảm thấy yêu thương, đưa tay áo lau bùn trên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, ta có bằng hữu đang chờ ở thành Nam." mau đi theo đại ca cùng hội hợp đi hắn cất bước chân định rời đi nhưng quyên nhi lại giữ chặt tay hắn nói đại thúc chờ một chút a ngốc còn ở trong nhà đồ con phải đi về tìm hắn nghe được hai chữ a ngốc tần trọng hải không khỏi kêu lên một tiếng nghĩ đến người điên mà hắn đã nhìn thấy trên núi hoa sơn nhất thời cười nói a ngốc là vị lão huynh khùng khùng điên điên kia quyên nhi phồng má nói với vẻ mặt không vui đại thúc không được cười hắn tần trọng hải thấy nàng tức giận lập tức cười nói lão lão tần nói sai rồi ngươi đừng trách móc quyên nhi liều mạng gật đầu nói a ngốc là người tốt thúc đừng bắt nạt hắn nói rồi dắt tay tần trọng hải xuyên qua đường cái đi tìm a ngốc ba người thi triển khinh công bước nhanh hành tẩu đi không mấy bước thường tuyết hận đã thò đầu qua cười trêu nói quái vật cuồng đánh cực cờ bạc ngươi, từ khi nào bắt đầu biết trêu chọc tổn thương tiểu cô nương. Là châu già muốn gặm cỏ non sao? Tần Trọng Hải dùng chân sắt đá hắn ra, tức giận nói, mẹ kiếp. Đầu ngươi đầy tà niệm, chết sớm đi. Thường Tuyết hận né tránh, trên mặt vẫn treo một nụ cười nham hiểm. Trên đường rẽ đông chuyển tây, đi vào một con hẻm hẹp, chỉ thấy xung quanh những ngôi nhà đổ nát, gạch vỡ khắp nơi tối tăm thật đáng sợ. Vừa nhìn, Quyên Nhi đã lao vào một ngôi nhà đổ nát, nơi đó tường nát, không có cửa che, thực sự rất tồi tàn. Tần Trọng Hải âm thầm lắc đầu, thật là tội nghiệp tiểu cô nương này, mang theo một kẻ điên chạy ngược chạy xuôi, thật là vất vả không ít. Tần Trọng Hải bước vào cửa, nhìn thấy Thường Tuyết Hận đang muốn đi theo hắn, vội vàng đẩy hắn ra, lắc đầu nói, người tính tình không tốt, ở bên ngoài chờ bọn ta, Thường Tuyết hận cười nói: "Cỏ non rất thơm, lão ca từ từ ăn đi." Tần Trọng Hải thở dài, trừng mắt liếc hắn một cái rồi bước vào trong. Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ trong nhà truyền ra, thấp giọng gọi: "A à Ngốc, A à Ngốc, quyên nhi tỷ tỷ tìm được đồ ăn rồi, mau ra ngoài đi." Giọng nói của nàng ôn nhu, như thể coi A à Ngốc là một đứa trẻ, nào biết kêu hai tiếng, lại không thấy có người trả lời, quyên nhi nhíu mày nói: không xong, a ngốc chạy ra ngoài chơi rồi sao? a ngốc kia thích đánh bạc, chỉ cần tìm cơ hội tốt, nhất định phải tắc quái một phen. tần trọng hải lắc lắc đầu, trong phòng tối tăm, hắn đang muốn lấy hỏa tham đao chiếu sáng lên thì trượt nghe thấy một tiếng rên rỉ từ trong góc, giống như có dã thú ẩn phục. tần trọng hải sừng sốt, kéo quyên nhi ra phía sau, trầm giọng nói, là ai? nhưng quyên nhi lại không cảm thấy sợ hãi nàng lấy ra một chiếc màn thầu từ tờ giấy dầu nói a à ngốc ngươi xem tỉ tỉ mang cái gì về này màn thầu trắng đây rồi chưa nói xong thì một bóng người to lớn đã đứng dậy trong bóng tối người này uy vũ ngang tàng thân hình cao tráng ngang ngửa với sát kim lục cô chiêm Tần trọng hải thầm khen ngợi trong lòng người này cường tráng to lớn như thế hẳn là một trong những người tiên phong và nhân tài được chọn ra từ vạn người khi Quyên Nhi nhìn thấy bóng dáng cao lớn màu đen ngược lại đi lên, cười nói, "Ngươi ngủ rồi à?" Gọi nửa ngày cũng không trả lời. Người nọ ngáp một cái, buồn bã ỉu xìu nói, "Quyên Nhi tỷ tỷ đã về rồi." A Ngốc ngủ rồi lại ngủ, đau đầu, bụng đau, toàn thân đều đau. Quyên Nhi mỉm cười, cầm chiếc màn thầu trắng lên, muốn đưa cho A Ngốc, nhưng thấy hai tay hắn dơ bẩn liền xé màn thầu ra nhấc gót chân nhét vào miệng A Ngốc. A Ngốc thân hình thật sự cao lớn, Quyền Nhi dù đã giơ gót chân lên nhưng vẫn không thể chạm tới miệng A Ngốc. Nàng ra hiệu cho A Ngốc cúi xuống rồi đút nửa chiếc màn thầu vào miệng hắn. A Ngốc híp mắt mỉm cười rồi bắt đầu ăn. Quyền Nhi đút cho hắn mấy miếng, Tần Trọng Hải cảm thấy trong phòng một ngạt nên mở cửa sổ để gió đêm mát lạnh lọt vào. Ánh sao chiếu vào trong phòng, Tần Trọng Hải nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc, ngày đó vội vã ở Hoa Sơn, chưa bao giờ nhìn kỹ người này. Lúc này nhìn kỹ, người này tuy rằng quần áo tả tơi, đầy mặt bùn hôi, nhưng hắn có đường nét sâu thẳm, khuôn mặt dù bẩn đến đâu cũng không thể che giấu khí chất anh hùng. Dưới ánh sao đôi mắt sáng anh đĩnh hơn người, tuy rằng có chút tuổi, vẫn là mỹ nam tử khó gặp. Tần Trọng Hải biết quyên nhi đang đói, nhưng trên mặt lại tràn đầy dịu dàng chỉ đút cho A Ngốc ăn chứ bản thân cũng không động vào màn thầu. Tần Trọng Hải khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, nhìn bộ dáng của tiểu A đầu này, chắc hẳn là có tình cảm với A Ngốc. Lão tiểu tử này lợi hại thật, rõ là một kẻ điên, nhưng vẫn có thể thu hút trái tim người khác, thật sự có thể cạnh tranh với Dương Lang Trung. Quyền Nhi thấy A Ngốc ăn uống vui vẻ liền hôn lên khuôn mặt to lớn của hắn, nói, "Người hôm nay thật ngoan, không chạy lung tung." Tần Trọng Hải nhìn thấy vậy, trong lòng càng ghen tị, thầm nghĩ, con mẹ nó thật là diễm phúc, lần sau lão tử cũng sẽ giả ngu. Hắn ghen tị, trên mặt cũng lộ ra vẻ vẻ si ngốc, mở miệng rộng ra, tựa như cũng chờ Quyên Nhi tới hôn mình. Nhiều người trong liễu môn đã từng gặp A Ngốc, đều có những suy nghĩ khác nhau. Ngũ định viễn năm đó ở Đại Đồng Phủ gặp người này, nhìn vận may của A Ngốc cũng thầm thở ngắn than dài, lưu vân gặp ở trường châu thì đầy mặt ngạc nhiên kinh ngạc không thôi lúc này tần trọng hải gặp hắn ở một thị trấn nhỏ thiểm bắc lại đầy mặt lười mệt muốn học theo nhìn thấy bộ dáng kỳ lạ của tần trọng hải a à ngốc đột nhiên nói quyên nhi tỉ tỉ hắn trông thật ngu ngốc hắn là ai vậy tần trọng hải nghe được lời này tức giận trong lòng thầm nghĩ lão tử ngốc hay ngươi cũng ngốc kiểu như ta hắn nghĩ thầm trong đầu trên mặt lộ ra vẻ hung dữ. a à, ngốc hoàng sợ cả kinh nói người xấu. tần trọng hải gãi đầu nghĩ thầm nói người ngốc người lại tinh còn nhận được lão tử là người xấu. liền vào lúc này thường tuyết hận ở ngoài cửa không nhịn được bực bội đi vào chửi người ăn được cỏ non chưa. con mẹ nó lão tử mắc tiểu. a à, ngốc thấy thường tuyết hận nhất thời cả kinh nói thật xấu người xấu thường tuyết hận mờ mịt nói tên khốn kiếp này là ai sao tự nhiên lại mắng lão từ xấu tần trọng hải cười ha ha duỗi tay vẫy vẫy ý bảo hắn đừng la hét ầm ĩ quyên nhi khẽ gật đầu kéo a ngốc lại nói a ngốc chúng ta đi thôi a ngốc không khỏi có chút sợ hãi khi nhìn thấy tần trọng hải trong nhà với bộ dáng hung ác khuôn mặt thường tuyết hận ở ngoài nhà với mặt đầy râu run giọng nói đi đâu Quyên Nhi chỉ vào Tần Trọng Hải, cười nói: "Đó là bằng hứa của tỷ tỷ, muốn đưa chúng ta đi tìm sư phụ." A à Ngốc lùi lại một bước, xua tay nói: "Hắn là kẻ xấu, ta không muốn đi cùng hắn." Tần Trọng Hải cao mày, đang định đưa tay kéo hắn, Quyên Nhi cả kinh nói: "Đại thúc, không thể đụng vào hắn." Tần Trọng Hải thở dài, quay người lại, đang định hỏi một câu thì đúng lúc này một trưởng phong mạnh mẽ thổi qua phát ra từ lòng bàn tay bất ngờ đánh vào vai phải của hắn. Tần Trọng Hải cảm giác được một trận đau nhức, thân thể bay về phía sau, thấy sắp đụng vào tường, hắn nhanh chóng thi triển thần công, nội lực âm dương lục kinh dâng trào, hai chân rót lực, lúc này mới đứng nghiêm được trên gót chân của mình. Quyên Nhi chạy vội tới, cả kinh nói, thế nào? Không đả thương thúc chứ? Tần Trọng Hải bật cười, một trường này thật lợi hại, đánh cho hắn đầy mặt choáng váng, nếu không phải hắn đả thông kinh mạch toàn thân, nội lực có thể bảo vệ thân thể hắn, chỉ sợ một trường này đã có thể khiến hắn trọng thương. Thường tuyết hận nghe thấy tiếng động, vội vàng đi vào, nhìn thấy tần trọng hải bị ăn một trường, tuy nói hai người ngày thường cười nham nhở nhưng tình huynh đệ lại rất sâu đậm, hắn lắp bắp kinh hãi, lớn tiếng nói, tần lão đại làm sao vậy? Có bị thương không? Tần Trọng Hải giơ cánh tay phải lên vẫy lên xuống một lúc, ra và cơ thể tuy đau nhức nhưng gân cốt không bị thương. Hắn khẽ mỉm cười nói, lão ngốc ca ca này võ công không hề kém, trưởng này thật lợi hại. Quyên Nhi sợ hắn tức giận, vội vàng khuyên nhủ, "Đại thúc, a à ngốc đầu óc không minh mẫn lắm, vừa rồi thúc kéo hắn, hắn thấy sợ hãi mới ra tay đả thương người. Người đừng trách hắn." A à ngốc kia đang nhai màn thầu, không biết mình đã gặp rắc rối, thường Tuyết hận chỉ hét to con mẹ nó khốn nạn. Đừng ở đó giả ngây giả dại, ông nội ngươi nhìn rất đau đầu. Mau đi cùng lão tử đi. Thấy Quyên Nhi tập trung bảo vệ A Ngốc như vậy, nếu ngôn nhị nương ở đây, nhất định cũng sẽ trở mặt với nàng. Tần trọng hải tính tình cởi mở, cho nên cũng không để ý lắm, lập tức kéo thường tuyết hận ra, nói với Quyên Nhi, đã muộn rồi, ngươi mang hắn theo đi, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Quyên Nhi đồng ý, chậm rãi đi về phía A Ngốc. A Ngốc nhìn thấy nàng đến, không nói hai lời, chạy trốn vào đống đồ vật, giấu thân hình to lớn của mình vào trong, đánh chết cũng không ra. Tần Trọng Hải nhìn thấy A Ngốc đang co do ở bên trong, nếu muốn kéo hắn ra phải tốn rất nhiều công sức, liền vội vàng nói, chúng ta không có thời gian lãng phí, mau đưa hắn ra ngoài. Quyên Nhi nghe thấy khẩu khí của hắn có chút không vui, vội kêu lên, a à ngốc mau ra đây vị đại thúc này không phải người xấu màn thầu ngươi ăn là của thúc ấy cho mau theo chúng ta đi thôi còn chưa dứt lời thì đột nhiên có một âm thanh vang lên có thứ gì đó bay ra đập vào đầu tần trọng hải lại là hai cái bánh màn thầu chỉ nghe a à ngốc kêu lên có gì hiếm lạ a à ngốc không ăn đồ ăn của người xấu thường tuyết hận tức giận trong cơn tức giận hắn dùng đao chém hai chiếc bánh màn thầu làm bốn nhét một nửa vào miệng, nói không mạch lạc, lão điên, ngươi còn dám trêu chọc tần lão đại, xem ta đem ngươi sống sờ sờ đánh chết. Lời còn chưa dứt, một chiếc ghế gãy khác bị ném tới, thường tuyết hận chửi, tìm chết đi. Hắn giơ đao lên chém lần nữa, đao và vật giao nhau, đang chuẩn bị chém thành hai mảnh, đột nhiên chiếc ghế bay lên, ám kình truyền tới, đập vào đầu thường tuyết hận, khiến máu chảy ra. Quyên Nhi hoảng sợ, vội muốn khuyên bảo, thường tuyết hận lại tức lại hận, nào dung người khác nhiều lời, hắn lau máu đi, đẩy quyên nhi ra, chân to đá ra, một tiếng nổ lớn vang ra, mảnh vỡ trở thành hư không. Cười lạnh nói, tiểu tử ngốc, người đánh lão đại chúng ta một trường, nay dạy khoe mẽ, mau đứng dậy nếu không đừng trách quái vật sẽ lao ra ngoài. Các mảnh vỡ bay ra ngoài, chỉ thấy A Ngốc đang ngồi sổ một mình trên mặt đất như một con chó hoang nhìn thấy có người chĩa đao vào mình ánh mắt hắn nhìn lại rất sắc bén thường tuyết hận giơ ngón út lên méo một cái ngạo nghễ nói lên chúng ta làm vài chiêu a ngốc ngửa mặt lên trời giống to hoắc mắt phi tới thế đạo nhanh như tia chớp thường tuyết hận thấy a ngốc nhanh diện đánh tới thầm nghĩ lão tử cầm đao đối phó với một kẻ điên tay không tất sắt sau này nếu chuyển ra thì thật là mất thể diện của lục gia Hắn đặt đao xuống đất, sau đó giơ quyền lên chuẩn bị đánh. A à, ngốc hô to một tiếng, giết. Không đỡ không tránh, cũng là một quyền chém ra, hắn thân hình cao lớn, cao hơn Thường Tuyết Hận một thước, một quyền đánh vào ngực hướng về phía Thường Tuyết Hận, âm thanh cực kỳ lớn. Hai người chạm tay giữa không chung, Thường Tuyết Hận cảm thấy sức mạnh dị thường trên nắm đấm của đối phương, nếu chạm vào nhau, xương bàn tay của mình chắc chắn sẽ bị gãy vội vàng biến quyền nắm đấm tay thành trường dùng cả lòng bàn tay song trường cùng ra đã dùng toàn lực đánh tới a ngốc cười lớn vùng nắm đấm một tiếng ầm một tiếng thường tuyết hận đã bị đẩy lùi lại mấy bước tần trọng hải khoanh tay đứng xem hắn muốn nhìn rõ lai lịch võ công của a ngốc nên cũng không ngăn cản hai người nhưng thường tuyết hận không khỏi lui về phía sau không thể phản kháng tự mắng mình con mẹ nó Tên điên này lợi hại quá. A Ngốc có lý không tha người, thấy mình chiếm thế thượng phong, tay chân càng nhanh hơn gấp 10 lần, bức cho Thường Tuyết hận chật vật bất kham, mắt thấy khó có thể chống đỡ, lập tức một chân đá ra, đẩy A Ngốc đi rồi cầm đao khỏi mặt đất, ánh đao chớp động, chém chéo từ dưới lên trên, phong đao ra truyền dùng ra, đã là toàn lực cầu thắng. A Ngốc kêu lên một tiếng, nhẹ nhàng vung tay trái, chân phải khẽ nâng tự mình đứng lên như một con gà trống vàng, dây lát liền tránh thoát tuyệt chiêu. Bây giờ công lực của hắn đã được bộc lộ, nào còn là người điên, lại giống như một tông sư võ học. Nhìn thấy A Ngốc không những không ngã, còn càng ngày càng chiếm thượng phong, thường tuyết hận nghiến răng nghiến lợi nói, việc này quá lớn rồi, sớm biết đã đưa giải huy đệ đến đây, hai người cùng ra tay, quyết không thua kẻ điên này khi nhìn thấy dù đã thử mọi thủ đoạn nhưng hắn vẫn không thể làm gì được một kẻ điên, không khỏi có chút nản lòng. Khi hai người đang chiến đấu kịch liệt, chợt nghe Quyên Nhi lại chỉ thở dài, nói, Tần Đại Thúc, A Ngốc Võ Công rất lợi hại, trong chốc lát nếu bằng hữu của người gặp phải chuyện gì, người nhất định phải ra tay cứu hắn. Tần Trọng Hải nghe xong lời này, nhất thời khụ một tiếng, thường tuyết hận càng thêm hụt hẫng, hắn thân là song hùng thái hồ, Võ công của hắn há lại như người thường được. Sau khi nghe những lời quyên nhi nói, càng là điên cuồng đoạt công, khi ánh sáng lạnh lùng chiếu rọi, đã là không lưu tình chút nào, chỉ muốn giữ được một ít mặt mũi. Bóng dáng của hai người lộn nhào, lấy mau đánh mau, trong nháy mắt lại qua đi mười chiêu, khi cuộc chiến đến đỉnh điểm, A Ngốc lộ ra sơ hở, Thường Tuyết hận đại hỉ, thầm nghĩ, dù sao cũng là người điên, đầu óc vẫn không rõ ràng lắm hắn tung nắm đấm phải ra hướng đánh vào bụng a ngốc khi cú đấm sắp giáng xuống a ngốc hít một hơi thật sâu thu nhỏ lại phần bụng dưới của mình thực sự tránh được cú đấm của hắn thường tuyết hận trong lòng kinh hãi biết trúng kế hắn không kịp phản kháng đột nhiên nhìn thấy a ngốc giơ lòng bàn tay ra nhắm thẳng ngực mà đến thường tuyết hận sắc mặt sầu thảm thầm nghĩ hôm nay chết ở trong tay chó điên này Lực bàn tay của A Ngốc được giải phóng, trưởng này nếu đánh thật, có lẽ sẽ phá vỡ lục phủ ngũ tạng của Thường Tuyết Hận. Quyên Nhi vừa sợ hãi vừa lo lắng, hét lên: "A Ngốc, đừng giết người." Vào lúc này, một người từ giữa không trung bay lại, ngũ trảo thành câu, hướng thẳng về phía sau lưng A Ngốc, A Ngốc vội vàng quay lại chặn lại, nhưng người này thân pháp thật nhanh khiến hắn chậm một bước, nắm lấy quần áo giữ chặt, nội lực nơi nơi đã kéo A Ngốc ra ba thước. Thường tuyết hận dựa vào tình hình đó đã lăn xuống đất rời đi. Hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn thì thấy người ra tay đang rất vững vàng, chính là hỏa tham nhất đao của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải giơ ngón tay lên, đang định chạm vào huyệt đạo của A Ngốc thì đột nhiên nghe thấy hắn gầm lên điên cuồng, nhảy về phía trước, rít lên một tiếng lớn, quần áo sau lưng bị xé rách, thoát khỏi sự nắm giữ của đối phương quyền nhi kéo thường tuyết hận hỏi ngươi không sao chứ thường tuyết hận vừa hận vừa giận chửi mẹ kiếp ai muốn tiểu tiện nhân nhà ngươi giả vờ tốt bụng ta nhất định phải giết hắn quyền nhi vội nói ngươi đừng tức giận a à, ngốc tính tình kỳ quái đừng so đo với hắn thường tuyết hận thở dài hét lên với tần trọng hải tần lão đại bây giờ rốt cuộc muốn như thế nào tiểu tử điên này thành như thế này rồi, còn muốn dẫn hắn đi sao? Thường tuyết hận lớn tiếng hét lên, lại nhìn thấy tần trọng hải vẻ mặt mơ hồ, ngơ ngác nhìn về phía trước, thần sắc lại có chút đau khổ. Thường tuyết hận sừng sốt, hắn và Quyên Nhi nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn theo ánh mắt của tần trọng hải, nhìn thấy hình xăm hoa. Lấp lánh vô số ánh sao chiếu rọi, thấy một con mãnh hổ xuống núi sau lưng A Ngốc, kèm theo dòng chữ, đúng là mãnh hổ nằm hoang khâu, ẩn núp nanh vuốt chịu đựng. Trên trán con hổ khắc một chữ Tây, thường tuyết hận giật mình nghĩ, lão đại của chúng ta là Giang Đông phàm ảnh, trên đầu hổ có chữ Đông. Phía sau chó điên này có chữ Tây, chẳng lẽ hắn? Chẳng lẽ hắn đó là? Nghĩ tới điều này, không khỏi há miệng to, lùi lại một bước thấy tần trọng hải chấm ngâm quyên nhi lập tức vui vẻ nói tần tướng quân người biết hình xăm hoa này sao tần trọng hải cười khổ gật đầu khi hắn đang định mở miệng trả lời thường tuyết hận liền lao tới hét lớn chờ một chút sau đó kéo tần trọng hải vào góc phòng mở to đôi mắt to trừng trừng nhìn hắn tần trọng hải bị hắn nhìn đến khó chịu lập tức quay đầu đi chỗ khác thở dài thế nào có chuyện gì sao thường tuyết hận ôm chặt hắn thấp giọng nói con mẹ nó tần trọng hải lão tử cùng ngươi quen biết không lâu nhưng cho tới bây giờ thích ngươi thống khoái gọn gàng ngươi có biết không tần trọng hải cười khổ nói thường huynh đệ ngươi yêu ta sao tại sao bây giờ lại nói điều này thường tuyết hận ôm đầu vai hắn nhỏ giọng nói người không vì mình trời chu đất diệt chúng ta lập tức chạy lấy người coi như chưa từng có chuyện này xảy ra tần trọng hải cả kinh nói ngươi ngươi nói cái gì thường tuyết hận cười lạnh nói mẹ kiếp cái gì tiểu lữ bố đại lữ bố lão tử chỉ biết ngươi tần trọng hải tên điên này còn sống hay đã chết liên quan gì ta chúng ta coi như không gặp được hắn mau mau đi thôi tần trọng hải cười khổ chỉ im lặng lắc đầu thường tuyết hận vỗ vai hắn nghiến răng nghiến lợi nói lão đại con mẹ nó ngươi nghĩ cho kỹ, nhị nương còn đang đợi ngươi. Tần Trọng Hải toàn thân run rẩy, những ngày qua thâm tình mật ý, trong lòng đau xót, thoáng chốc hai chân bùn rùn, ngã ngồi trên mặt đất, với võ công hiện tại của hắn, cho dù ở phía trước nhận được một trưởng từ thiên tuyệt tăng hay nhận được một kiếm từ ninh bất phàm, cũng sẽ không thất thố như thế này. Làm sao có thể ngã xuống đất nếu trong lòng không cay đắng như vậy? Thường tuyết hận mặt lộ vẻ không đành lòng, đỡ hắn, thấp giọng khuyên nhủ. Tần tướng quân, nghe ta nói không sai, chúng ta mau mau đi thôi. Tần trọng hải thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất, không biết nên trả lời thế nào. Lần này đến lượt quyên nhi giật mình, sau khi nghe hai người trao đổi, dường như muốn làm điều gì đó bất lợi cho A ngốc, nhịn không được run giọng nói. Tần tướng quân, người người không phải muốn mang chúng ta đi tìm sư phụ sao người người không đi sao tần trọng hải ngẩng đầu nhìn quyên nhi chỉ thấy nàng đầy mặt bùn đất giống như một tiểu ăn xin trong mắt xót thương bi thương một lòng chỉ nghĩ tìm kiếm hỏi thăm thân nhân một bên kia a ngốc toàn thân dơ bẩn co do bên cạnh quyên nhi ánh mắt rất sợ hãi giống như chó nhà có tang số phận của hai người này hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của chính mình Tần Trọng Hải ánh mắt ảm đạm, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt A Ngốc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. A Ngốc vốn dĩ không sợ trời sợ đất, nhưng Tần Trọng Hải vừa đi tới liền sợ hãi, muốn tránh tại chỗ. Tần Trọng Hải biết hắn sợ mình nên liền lùi lại, thấp giọng nói: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi." Quyền Nhi không biết hắn sẽ làm gì, nhanh chóng bảo vệ đứng trước mặt A Ngốc, nói với giọng run rẩy: "Tần tướng quân, ngươi Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của A Ngốc, Tần Trọng Hải nhẹ giọng lại nói, "Sơn trại tái khởi, tướng quân từng phục vụ dưới quyền của cha ta, bây giờ có bằng lòng quay lại sơn trại làm đại nghĩa không?" Mấy câu nói đó vốn nên được nói dõng dạc hùng hồn, nhưng cổ họng hắn lại tràn đầy cảm xúc nghẹn ngào, giọng điệu hơi run rẩy. A Ngốc căn bản không biết hắn đang nói cái gì, chỉ tránh ở quên nhi, A Ngốc căn bản không biết hắn đang nói chút cái gì. Chỉ tránh run rẩy ở a mốc căn bản không biết hắn đang nói chút cái gì, chỉ tránh ở quyên nhi bên người quyên nhi. Quyên nhi nhìn thấy trong mắt Tần Trọng Hải tràn đầy thống khổ, trước đây từng gặp người này luôn thấy hắn hào sảng vui vẻ, cũng không từng quá khó chịu, Quyên nhi trong lòng âm thầm buồn bực, nhịn không được hỏi, "Tần tướng quân, ngài rốt cuộc có thương tâm gì?" Tần Trọng Hải không thể nhẫn nại được nữa, hai mắt đỏ hoe, cười khổ phất tay với Quyên nhi thấp giọng nói, Quyên Nhi cô nương, thỉnh cô chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Thường tuyết hận chặt lưỡi, vội vàng theo đi ra ngoài, một phen giữ chặt tần trọng hải, lớn tiếng nói, tần tướng quân, người rốt cuộc muốn tính toán như thế nào? Tần trọng hải thở dài, thường huynh đệ, người muốn khuyên ta bất trung bất nghĩa sao? Thường tuyết hận cười lớn, vội la lên, cái gì chó má trung nghĩa? Người kiên quyết đem tên điên này trở về trại, trong chốc lát hắn tỉnh, muốn tìm lão bà của ngươi, ngươi muốn nhị nương làm sao bây giờ? Tần Trọng Hải vẻ mặt bình đạm, nhìn lên sao trời, nhẹ nhàng nói, ta cũng không biết. Thường tuyết hận ôm lấy hắn, khuyên nhủ, ngươi đừng nói lão thường là tiểu nhân, ta cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Nhị nương thích ngươi như vậy, lão tử nhìn thấy trong mắt, biết hai người các ngươi không thể tách rời. Nếu bây giờ ngươi mang chó điên này về, đều sẽ không tốt cho cả ngươi và nhị nương. Chúng ta làm như không biết chuyện nào, ta sẽ giúp che đậy trước thanh y tu sĩ, ngươi có chịu không? Tần Trọng Hải gật đầu, vỗ vai hắn nói, được. Thường tuyết hận vừa mừng vừa sợ, nói, thật sự được. Tần Trọng Hải không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng bước một bước đã đi rất xa. Đêm khuya, trên đường không có tiếng động, các hàng quán đều đóng cửa nghỉ ngơi, chỉ có Tần Trọng Hải một mình đi bộ giữa đường phố vắng tanh. Tiếng gõ mõ nơi xa không ngừng vang lên, đã là canh hai. Hôm nay là ngày mấy? Tần Trọng Hải nheo mắt nhìn các vì sao, trong lòng bỗng nhiên nghĩ như vậy. Trùng kiến sơn trại bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng, ba tháng. Đã quên. Thật sự đã quên duy nhất còn nhớ rõ là nhị nương. Cùng nàng ở chung đã nửa năm. Nửa năm này không thể so nửa năm khác. Đó nửa năm minh tâm khắc cốt là 180 ngày sinh tử hiểu nhau. Muốn để tiểu lữ bố trở về sao? Hay nên làm theo lời của thường tuyết hận, bỏ hắn và quên nhi lại, để họ tiếp tục lưu lạc đầu đường, sống một cuộc sống không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tần Trọng Hải cười khổ, đây không phải cách làm của hắn, Hắn không có khả năng làm như vậy. Nhưng còn nhị nương thì sao? Tiểu Lữ Bố là trượng phu của nàng, bây giờ đưa hắn về sơn trại, muốn nàng phải xử lý thế nào đây? Tần Trọng Hải cúi đầu, khóe miệng lộ ra cười khổ. Có lẽ không nên hỏi nhị nương sẽ tự xử như thế nào, mà là hắn nên tự hỏi chính mình. Tần Trọng Hải a à, Tần Trọng Hải, ngươi muốn hỏi chính là không có nàng, sau này ngươi nên tự xử thế nào? Có lẽ một năm trước Tần Trọng Hải gặp phải chuyện như vậy sẽ bật cười, nhưng Tần Trọng Hải trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, giờ chỉ biết khóc. Cả đời này tiêu giao tự tại, vẫn chưa thiệt tình yêu bất luận nữ tử nào, phải đến khi lưu vong giang hồ, nghèo túng thất vọng, một khắc độc thân chịu chết kia, mới gặp được tình yêu của cuộc đời. Bóng dáng trước mắt kia cũng không thập phần mỹ lệ, nhưng lại dứt khoát thâm tình khung cảnh hai người cùng nhau cưỡi ngựa phi nước đại băng qua thảo nguyên là cảnh tượng mà hắn sẽ không bao giờ quên. Bỏ qua tiểu lữ bố, hắn có tạo hóa của riêng mình, liên quan gì tới người khác? Nhưng Tần Trọng Hải, ngươi ở trên núi kêu cái gì? Chẳng phải ngươi nói muốn cử đao sân phản, huyên náo chiến nội, nói có thể gánh trên vai một gánh nặng lớn sao? Tần Trọng Hải dưng dưng mắt hổ, rốt cuộc kiềm chế không được, chạy trên con đường vắng. Trọng Hải. Khi tiếng kêu này vang lên, Tần Trọng Hải biết rằng cánh cửa địa ngục đã được mở ra. Hắn bi thương quay lại nhìn Ngôn Nhị Nương trước mặt. Nàng trong mắt tràn đầy vui mừng, chạy vội tới, cầm tay Tần Trọng Hải. Theo ước định, Ngôn Nhị Nương và Đào Thanh đã chờ đợi rất lâu, đàn ngựa hí từ xa, hai người bọn họ quả nhiên không phụ gửi gắm, phong Trần mệt mỏi mà làm tốt sự tình. Ngôn Nhị Nương mỉm cười nói: mọi người sao đi lâu như vậy làm hai chúng ta lo lắng quá tần trọng hải nghe xong chỉ cúi đầu không trả lời ngôn nhị nương trong lòng cảm thấy kỳ lạ đang định hỏi một câu chợt nhìn thấy sự thống khổ trong mắt tần trọng hải không khỏi chấn động run giọng nói làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì tần trọng hải muốn mở miệng muốn nói cho nàng biết chuyện vừa xảy ra nhưng lại không thể tập trung sức lực tự mình kết thúc muốn hắn làm sao bây giờ tần trọng hải nhìn khuôn mặt kiều diễm đôi môi hồng hào của ngôn nhị nương đột nhiên mở rộng vòng tay ôm chặt ngôn nhị nương và hôn nàng ngôn nhị nương không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ mặc cho tần trọng hải hôn mình hồi lâu sau hai người cuối cùng cũng chậm rãi tách ra ngôn nhị nương nhẹ nhàng nói trọng hải dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không bao giờ rời xa huynh tần trọng hải nghe vậy chỉ không nói một lời, nước mắt lại rơi rất nhiều. Ngôn Nhị Nương và Tần Trọng Hải tuy quen nhau chưa lâu nhưng hai người cùng nhau vượt qua vô số sóng to gió lớn, hiểu nhau yêu nhau, quan hệ sao có thể như nam nữ tầm thường. Tần Trọng Hải ngày đó bị gãy chân tàn phế, cũng chỉ rơi được mấy giọt nước mắt, lúc này nhìn thấy hắn khóc trước mặt, Ngôn Nhị Nương tất nhiên là khiếp sợ khôn kể, Hoàng nói, làm sao vậy? Nếu có việc gì không trôi chảy, cứ nói cho ta. Nàng ôm lấy Tần Trọng Hải, khẽ vuốt lưng để hắn dựa vào vai, miệng liên tục an ủi. Bỗng nhiên bên tai vang lên lời nói của sư phụ ngày đó, trên cao sẽ lạnh, bây giờ con muốn tạo phản, chỉ sợ cả đời buồn bực không vui. Phụ thân con là một tấm gương sống. Ở khoảnh khắc này hắn đã hiểu. Khi gánh vận mệnh của một nhóm người trên vai, ngươi không còn là chính mình nữa. Người chỉ là một cái vỏ trống rỗng buồn bã. Nếu được lựa chọn, liệu có nên trở về khách điếm Hoài Khánh, trở thành một kẻ tàn phế hạnh phúc không? Nếu có thể, có phải nên nghe lời sư phụ, ngoan ngoãn đi xuống châu mẫu lãng ma, trở thành một người bình thường nuôi gà vịt? Tần Trọng Hải bật khóc như mưa, trong lòng hắn biết rằng trước mặt đã không còn lối thoát, bởi vì thời gian sẽ không chảy ngược, nên hắn đã chọn hắn phải đi. Con đường sắt và máu Quyển 12 chương 10 Thánh chỉ đến Thánh chỉ đến Nửa đêm ngày 12 tháng 6 năm cảnh thái thứ 33 Các quan đại thần trong tử cấm thành đã tập trung vào đêm khuya để nghe nghe báo cáo và quyết định sự việc Tình thế không tầm thường Giờ tí chiếu thư đưa ra, định ngày mai buổi sáng chiếu cáo thiên hạ Công văn có sự tham gia của hàng trăm quan viên, chắc chắn chấn động thiên hạ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thiên mục hầu liễu ngang thiên bệnh thể trầm trọng, xét thấy trung thành và ngay thẳng, đặc biệt thăng chức cho binh bộ chức phương tư ngũ phẩm dương túc quan tạm thay quyền phù, phụ trách toàn bộ công việc tham tán văn võ của trinh bắc đô đốc, đồng thời lập các chức vụ sau để trấn áp thổ phỉ, quan chức các tỉnh đọc kỹ làm theo, tùy cơ ứng biến. Diệt phỉ thống soái bổn doanh đại đô đốc trinh bắc dương túc quan diệt phỉ tổng binh tiên phong Liêu Đông tả Tòng Nghĩa. Liêu Đông Đô chỉ huy sứ Tư Thạch Bằng. Diệt phỉ chế sứ trực lệ trinh Bắc tiên phong ngũ định viễn. Diệt phỉ tham mưu bổn doanh ngọc môn quan trung tư văn. Chi châu trường châu lưu vân. Diệt phỉ giám quân một người, diệt phỉ tả lộ quân thống soái một người, tổng binh một người, diệt phỉ hữu lộ quân thống soái một người, khâm thử triều đình phá cách đề bạt, sử dụng chẳng phân biệt giang hệ, liễu hệ, danh tướng quân sĩ chia làm sáu lộ, khởi binh mười vạn, tiến về phía nam. Thảm họa chiến tranh thiên hạ sắp xảy ra, thiếu lâm tam chiến, đã ở không xa. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.